À, xin chào mọi người á. Đây là mưa rất là lớn à. Đây là những hàng cây phôi trồng ở vườn nè. Đó. Cây phôi á, tháng này chúng ta trồng phôi thì chúng ta nói chung là trồng trấu vô nhiều quá. Trấu sơ dừa là khoảng 5 năm á, 5 sơ dừa 5 trấu. Nói chung là những cây mà nhỏ thì chúng ta làm cho nó nhẹ nhàng á, bán di chuyển cho nó dễ á. Còn mấy cây bự thì anh em trồng có thể là thêm đất rồi vô. Đó, thêm để dừa mục rồi vô á. Còn cái này nó nhẹ nhàng á, chuẩn chỉ cho nó dễ, này giống kiểu làm như kiểu mì ăn liền á. Đó. À, cái này thì giữ đâu đó khoảng chừng 4 tháng nữa. Đó, từ 4 tới 6 tháng nó mập cái chột này, bắt đầu lọc cái chột mà ra ghép á. Chứ bây giờ ghép nói chung là rễ dưới nó vừa chớm thôi, cây nào mạnh thì nó lướt á, còn cây nào yếu thì nó hư luôn à. Nói chung là cũng trải qua rất là nhiều đợt ghép rồi á. Nói chung là cái kiểu mấy cái cây này nè, nhiều khi gấp á, ghép liền á, ghép liền tính ra nó tưởng là nó lẹ mà không có lẹ đâu ha, nó chậm, nó chậm lắm. Nói chung là năm ăn năm thua, cây nào sống này sống, cây nào chết chết luôn à. Những hàng cây phôi á. Tháng mưa nè, nói chung là thời gian đầu chúng ta vô thì chúng ta để trong cái lưới nó rậm hơn á, cái lưới nó đen hơn á, đâu đó khoảng chừng tháng nó lên tược thì chúng ta tháo ra, trồng ở đó khoảng tháng thì nó mới lên tược, chúng ta tháo lưới ra á. Thời gian này chỉ có tưới dưỡng rễ thôi chứ không có tưới NPK, tưới dưỡng rễ loãng loãng thôi á. Nè, cái lô nè khoảng 500 cây nè, nói chung đỡ hao quá. Còn khi anh em ghép liền á, ghép liền thì nó cũng năm ăn năm thua á. Anh này ghép ba bo nè, tán cái đầu ghép vô luôn ha. Là những cái phôi mà chúng ta về chúng ta trồng mà nó lên tược, nó vàng vàng, nó không có đỏ, phôi không có mạnh á, ta nuôi đó khoảng 6-7 tháng cả năm sau á, ta hãy ghép á. Như phôi nè, hôm nay trồng ở đó khoảng 4-5 tháng à, lên cái đọt như thế này nó không có mạnh á, lên nó vàng vàng mà nó mét mét thế này nè. Mà chúng ta nuôi nữa, cái này nuôi đó khoảng sau Tết mới ghép á, cho cái chột nó bự đi. Đó, nó rễ nó ra nè, mà chắc sống. Còn giờ rễ nó chưa có ra được á, chúng ta ghép ép á, thì nó vẫn lên, lên thì nó có lên á, nhưng mà nó không có rễ thì nó không có nuôi được á. Như đây nuôi cho nó mạnh đi, nó có rễ dưới đi, rồi chúng ta tính sao, đừng có gấp á, mấy có mấy tháng trời à, chúng ta gấp thì nó chết hư luôn cây à. Ngày chúng ta chuyện chơi mà, chúng ta chơi lâu dài mà, chứ đâu phải ngàn bữa đâu ha. Như cây nè, cây thần quái này nè, nay ghép á, mua ở đâu đó khoảng 7-8 tháng gì đó, nói chung là không có lên mạnh á. Đó, cái chột bự à, cắt cái chột ghép vô trong cái chột đó, bảo đảm sống á. À, còn cây này hả, mình trồng ra cái đây cũng cả năm rồi á, chột lên mới bằng ngón tay luôn nè. Cây tiểu quý nè, hai thân mà lên 10 chi á, 10 nhánh luôn nè. Tháng này ghép thì vẫn được á. Còn cây này mình mua vậy, từ khi mua về tới nay không có thời gian mà trồng á, để nguyên cái bầu cả năm trời nè, để nó ăn ra, để trong cái bầu ghép luôn á, ghép dính luôn à. Anh em xem mấy anh mấy chú mà anh em có điều kiện mà trồng ở dưới đất á, cái điều kiện mà trồng ở dưới đất thì người ta mua phôi người ta để nguyên bồng, ta không phá cũng được á, người ta xuống đất người ta trồng luôn, người ta khử sơ sơ thôi, khử 50-50 á, người ta ghép luôn á, người ta trồng luôn. Đây là cây tứ quý nè, nuôi mua cả năm trời không có thời gian mà trồng á. Còn cái này đó phá bầu hết luôn nè.
À, ghép lên. À, mấy cây gốc quái nè. À, ghép được hết á. Che mưa che nắng là ghép được. Nói chung ở miền Nam á, thì ghép được quanh năm á. À, lúc nào cũng được. Khi nào cây chúng ta mạnh là chúng ta ghép được thôi. Nó thời tiết miền Nam nó thuận lợi, không có đến nỗi khắc nghiệt, không có lạnh đâu. Nói chung là ghép được quanh năm, người ta cây chúng ta mạnh là chúng ta ghép được á. À, trước khi ghép thì chúng ta nuôi cho cây chúng ta nó ra rễ á. À, ra rễ nó ra lá nhiều, nó mạnh khỏe. À, rồi cắt ghép á, cắt ghép là tính đến chuyện nuôi. À, bước đầu tiên á, nuôi phôi nó sống đi rồi mới đầu mới tính tới chuyện mà ghép ghép xong tính tới chuyện nuôi, tính tới chuyện chơi á. Ừ, có từng bước à. À, rồi chúng ta thích giống nào chúng ta ghép giống đó. À, trồng cho nó sống đi. À, ước căn bản á, anh em mà không biết gì thì có thể tham khảo á. À, chúng ta làm một vài cây thôi, chúng ta mua hoặc đi đào á, một vài cây chúng ta làm á, nó sống rồi chúng ta ham á, ham mày làm nữa. Đó, còn làm mà đem về bứng đem về á, trồng cái chậu bự quá, chắc trồng ta trộn mà nó sơ dừa nhiều quá mà trộn trấu ít quá ha, nó chèm nhẹp nó không có rõ nước đó, rồi tưới phân tưới thuốc vô nó không có tác dụng á. Đó, chúng ta hiểu cách làm anh ta làm được hết á. Đó, làm mấy cây nhỏ nhỏ vậy nè, làm được thì chúng ta tiến tới làm mấy cây bự á. Đó, chơi vui á. À, này khoảng 4 tháng nữa mới ghép á, nuôi cái chột nó bự lên. À, rồi ghép vô. Rồi, và chia sẻ với anh em á. À, làm nhỏ được nè, nhỏ được thì chúng ta làm lớn được á. À, cái gì nó cũng có cách làm rồi nha. Đó, không biết thì chúng ta học từ từ á.